Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 12 tháng 10 trên sân Hội Thiên Trường Nam Định, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa 1-1 trước đội tuyển Ấn Độ trong dịp giao hữu FIFA 20 tháng 10. Ngay bây giờ hãy cùng tôi trở lại phòng họp báo để lắng nghe những chia sẻ đến từ hai vị huấn luyện viên. Ngay khi bắt đầu hiệp 1, tôi đã tung ra nhiều cầu thủ mới như Vĩ Hào, Ngọc Quang. Tôi trao cơ hội cho các cầu thủ khác nhau để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Tôi thấy hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ. Hiệp 2, dù tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua, nhưng các cầu thủ vẫn nỗ lực, cố gắng cho đến phút cuối cùng. Tôi hài lòng về điều đó. Tôi gọi Văn Quyết lên tuyển vì nhận thấy tuyển Việt Nam đang thiếu tiền đạo bên cạnh Tiến Linh. Sau trận đấu này, Văn Quyết đã quyết định chia tay tuyển quốc gia. Thực ra, cậu ấy đã chia sẻ với tôi về kế hoạch này. Tôi biết cậu ấy nhận được sự tôn trọng và yêu mến của người hâm mộ Việt Nam. Hôm nay, dù không thi đấu nhiều nhưng Văn Quyết đã thể hiện tốt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Văn Quyết vì những đóng góp của anh cho đội tuyển. Tôi không thể đánh giá quá kỹ về tuyển Việt Nam. Ở hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi tốt hơn, nhưng hiệp 2, Ấn Độ lại chơi tốt hơn. Chúng tôi suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai nhưng không thể tận dụng. Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi lấn lướt, nhưng khi vào phòng thay đồ, tôi đã trao đổi, nói với các cầu thủ có thể kiểm soát nhiều hơn, chúng tôi có thể tấn công nhiều hơn, luôn chuyển bóng giữa hai biên, và chúng tôi đã thực hiện điều này trong hiệp 2. Sau đó, tuyển Việt Nam nhanh chóng phản ứng lại và đội chưa có bàn thắng thứ hai. Tôi hài lòng với các cầu thủ này. Đây chỉ là trận giao hữu, nhưng các cầu thủ đã có thể rút ra được nhiều bài học. Tuyển Việt Nam nhanh hơn các cầu thủ của chúng tôi. Dù không dứt điểm của tuyển Việt Nam chưa thật sự tốt, nhưng trong tương lai, tôi tin họ là một đội bóng có sức cạnh tranh.